Tình hình chiến sự Đông Âu tiếp tục căng như dây đàn trong bối cảnh Ukraine sắp phát động chiến dịch phản công quy mô lớn vào mùa xuân. Theo Sky News, bước đầu tiên trong kế hoạch là giành lại toàn bộ tỉnh Kherson, một trong bốn vùng lãnh thổ ở Ukraine được Nga tuyên bố sắp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, bán đảo Crimea tiếp tục chứng kiến những vụ nổ bí ẩn. Cùng lúc quan chức Ukraine tung video quay lại toàn cảnh quảng trường đỏ ở Moscow nhằm trêu ngươi Nga sau khi nhiều UAV được tìm thấy quanh thủ đô nước này. Các diễn biến chính yếu khác, tên lửa Thụy Điển rơi xuống lãnh thổ thành viên NATO. Nga dọa đình chiến lệnh cấm đối với tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn. ICC và Europol ký thỏa thuận tăng cường hợp tác. Cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhận học bổng Harvard. Thú vị cuộc thi bắt trước tiếng chim mòng biển tại Bỉ ra mắt búp bê Barbie mắc hội chứng đau đầu tiên trên thế giới. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình Thế giới hôm nay như thường lệ sẽ tiếp tục là những cập nhật về xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, các nhà phân tích quân sự mới đây cho rằng Ukraine sẽ sớm phát động chiến dịch phản công mùa xuân với mục tiêu là phá tan hành lang trên bộ ở miền Nam, vốn nối liền bán đảo Crimea và lãnh thổ Liên bang Nga. Sky News dẫn lời các chuyên gia cho biết, để đạt được mục tiêu đó, Ukraine phải thực hiện một bước đi quan trọng là giành lại toàn bộ tỉnh Kherson. Hiện quân đội Kiev chỉ đang kiểm soát khu vực phía tây tỉnh này. Theo các chuyên gia, quân đội Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro đã thường xuyên tiến hành tấn công vào bờ bên kia để đẩy lùi quân đội Nga. Tuy các lực lượng Nga vẫn chiếm giữ lãnh thổ bên bờ đông sông Dnipro kể từ tháng 11 năm ngoái, nhưng phó khu vực Kherson, ông Yuri Subolevsky cho biết, quân đội Ukraine chiến đấu hiệu quả ở nơi này. Ông Sololevsky nói trên sóng truyền hình quốc gia rằng, quân đội của chúng ta thường xuyên di chuyển ở phía bờ đông và tiến hành đột kích. Các lực lượng vũ trang đã phối hợp rất hiệu quả, tình hình cũng diễn biến tốt hơn ở bờ tây. Trong khi đó, tờ Newsweek mới đây đưa tin một cư dân trên bán đảo Crimea đã thiệt mạng trong một vụ nổ bí ẩn vừa xảy ra ở phía đông nam bán đảo. Theo Baja, một kênh Telegram của Nga chuyên đăng tải tin tức về các vấn đề an ninh trong nước, người đàn ông 45 tuổi sống tại thành phố Alusta của Crimea đã thiệt mạng sau khi một thiết bị nổ không xác định phát nổ gần bờ biển. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn vào tối ngày 23 tháng 4. Thi thể của nạn nhân xấu số được tìm thấy cách biển khoảng 15 mét hãng thông tấn Ria Novosti của Nga cũng đưa tin về vụ việc. Theo hãng tin, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông là do một loại đạn từ Thế chiến thứ hai phát nổ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga đang gấp rút củng cố khả năng phòng thủ trên bán đảo Crimea, sẵn sàng đón đầu cuộc phản công của Ukraine. Chính quyền Crimea được cho là đã áp đặt lệnh cấm bơi ở các bãi biển khi lực lượng Nga tiến hành xây dựng chiến hào khắp bán đảo. Hiện cơ quan chức năng Nga chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Newsweek đã để lại yêu cầu bình luận qua email của Bộ Ngoại giao Nga. Nga đã tuyên bố sắp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2014. Mức độ đe dọa khủng bố màu vàng đã được áp dụng ở các vùng của bán đảo kể từ ngày 11 tháng 4 năm ngoái, vài tuần sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong diễn biến gần đây, Crimea đã rung chuyển sau đợt tấn công mới hôm 24 tháng 4. Thống đốc Sefa Stolpon do Moscow hậu thuẫn, ông Mikhail Dvorkoheyev cho biết, trên kênh Telegram rằng hạm đội Biển Đen của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái trên Biển Đen. Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, một quan chức Ukraine mới đây đã chia sẻ một video ghi lại toàn cảnh về quảng trường đỏ của Moscow sau khi Nga tìm thấy hàng loạt máy bay không người lái quanh thủ đô. Đoạn video được ông Anton Dredachenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đăng tải trên Telegram kèm bình luận máy bay không người lái của Ukraine đã bay chậm rãi qua Moscow. Pháo hoa sẽ được bắn lên vào ngày 9 tháng 5. Theo Newsweek, vị quan chức Ukraine đang muốn ám chỉ đến lễ kỷ niệm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai được tổ chức hàng năm ở Nga. Newsweek hiện chưa thể xác minh được tính xác thực của đoạn video. Hãng tin đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine qua email để yêu cầu bình luận. Lo ngại về an ninh đang gia tăng ở Nga trong bối cảnh Ukraine sắp tiến hành cuộc phản công. Cuộc diễu hành quân sự hàng năm đánh dấu ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 vẫn diễn ra tại Moscow, nhưng các sự kiện tương tự tư ở Crimea và các thành phố biên giới như Belgorod hay Kursk đã bị hủy bỏ. Cuộc diễu hành truyền thống của Trung đoàn Bất tử cũng sẽ không diễn ra như mọi năm. Trong một bình luận khác trên Twitter hôm 25 tháng 4, ông Grachenko cho biết quảng trường đỏ của Moscow sẽ đóng cửa từ ngày 27 tháng 4 đến ngày mùng 10 tháng 5 để chuẩn bị và tổ chức cuộc diễu binh. Nếu tôi không lầm, Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của thủ đô Nga. Điện Kremlin đang e ngại điều gì? Thế nhưng việc đóng cửa quảng trường sẽ không có tác dụng gì bởi các máy bay không người lái hoạt động từ trên không. Cùng ngày, TASS đưa tin thêm 3 máy bay không người lái được tìm thấy ở tỉnh Moscow gần thủ đô Nga, trong đó có một chiếc rơi gần địa điểm chiếc UAV Camille được phát hiện trước đó một ngày. Theo nguồn tin, cả ba thiết bị bay này đều là những chiếc quadcopter nhỏ, không có dấu hiệu nhận dạng. Giới chức trách Nga đang phân tích các UAV này để tìm hiểu thêm về nguồn gốc và bên vận hành chúng. Hôm 25 tháng 4, chính phủ Thụy Điển đã thông báo về việc yêu cầu 5 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Stockholm rời khỏi nước này với cáo buộc nghi ngờ làm gián điệp. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bistrom cho biết, hoạt động của 5 nhân viên này không phù hợp với công việc ngoại giao của họ. Cùng với đó, cơ quan an ninh nội địa Sapo của Thụy Điển tuyên bố rằng cứ ba nhà ngoại giao Nga ở Thụy Điển thì có một người là nhân viên tình báo. Theo Sky News, hiện không rõ có bao nhiêu nhà ngoại giao Nga được cử đến Thụy Điển. Đây không phải là lần đầu tiên Thụy Điển trục xuất nhân viên đại sứ quán Nga. Năm ngoái, chính quyền Stockholm cũng có động thái tương tự. Đợt trục xuất mới nhất diễn ra sau khi nước láng giềng Na Uy thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga, cũng với cáo buộc là nghi ngờ làm gián điệp. Vào cùng ngày, Phó Thị trưởng thủ đô Riga của Latvia, Linda Ozula cho biết, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu thông qua việc dỡ bỏ tượng đài của đại thi hào người Nga Alexander Pushkin. Những ngày ở công viên Kronvanda của tượng đài Pushkin đang đếm ngược. Nữ quan chức nêu rõ trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bà Ojola đồng thời gọi tác phẩm điêu khắc được Đại sứ quán Nga tại Latvia tặng cho chính quyền địa phương vào năm 2009 và được đặt trong công viên theo quyết định của cựu thị trường Riga Nis Ushakov là một tượng đài bất hợp pháp. Phó thị trường thủ đô Riga, thành viên của đảng bảo thủ Kov là một trong bốn nghị sĩ tại địa phương khởi xướng sáng kiến dỡ bỏ tượng đài Pushkin. Theo hãng tin Delphi của Latvia, Hội đồng thành phố chỉ đồng ý di rời bức tượng đến một nơi khác song địa điểm mới này và thời gian thực hiện chưa được công bố. Alexander Pushkin sinh năm 1799, mất năm 1837. Ông là một thi sĩ, văn sĩ, kịch tác gia người Nga, được tôn vinh như đại thi hào hay mặt trời thi ca của xứ sở Bạch Dương. Ông cũng là biểu tượng của trào lưu lãng mạn Nga vào thế kỷ 19 bởi nhiều công hiến trong sự đa dạng hóa ngôn ngữ văn trường. ở một diễn biến đáng chú ý khác ở châu Âu, mới đây một tên lửa do tập đoàn vũ trụ Thụy Điển phóng đã gặp trục trặc khi đi chệch hướng và rơi xuống vùng núi ở nước láng giềng Na Uy, một quốc gia thành viên NATO. Theo thông báo của giới chức Thụy Điển, tên lửa Teus 58 được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Östers, miền Bắc Thụy Điển vào sáng ngày 24 tháng 4 theo giờ địa phương nó di chuyển ở độ cao 250 km và hạ cách sau quãng đường bay vào bên trong lãnh thổ Na Uy 15 km, cách địa điểm rơi dự kiến khoảng 40 km về phía tây bắc. Người phát ngôn của tập đoàn vũ trụ Thụy Điển, SSC, nói với Reuters rằng, tên lửa rơi cách khu dân cư gần nhất 10 km. SSC đã liên hệ với chính quyền Thụy Điển và Na Uy ngay sau sự cố. Tên lửa hiện đã đưa trở lại bãi phóng bằng trực thăng. Người đứng đầu trung tâm vũ trụ ESA, ông Marco Carbajal nói: "Đó là một sự cố mà chúng tôi cần nghiêm túc xem xét. Chúng tôi đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc". Bình luận về sự cố tên lửa của Thụy Điển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết: "Các nhà chức trách Na Uy đang đặc biệt quan tâm đến những diễn biến ở khu vực biên giới. Vụ phóng tên lửa Terus 58 của Thụy Điển là một phần trong chương trình nghiên cứu do cơ quan vũ trụ châu Âu ESA ủy quyền". Chuyển qua các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, vừa qua, người đứng đầu cơ quan không phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow có thể chấm dứt lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Ông Vladimir Emakov nói với hãng thông tấn TASS rằng, việc Nga duy trì lệnh cấm sẽ tùy thuộc vào phạm vi triển khai tên lửa của Mỹ dựa trên các đặc điểm và khả năng vươn xa đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Emakov nói thêm, Đặc biệt, Nga có ngưng lệnh cấm tên lửa tầm trung và tầm ngắn hay không cũng tùy thuộc vào các thông số cụ thể về tầm bắn tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, các chương trình quân sự hiện tại của Mỹ và đồng minh đang khiến lệnh cấm của Nga trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Được biết, vào năm 2019, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung ký kết với Nga. Thỏa thuận được thiết lập vào năm 1987 giữa cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và cựu Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev Thỏa thuận đã hạn chế việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình cũng như bệ phóng tên lửa có khả năng mang hạt nhân. Cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper cho biết, việc rút khỏi hiệp ước năm 2019 là do Nga liên tục vi phạm thỏa thuận trong nhiều năm. Hôm 25 tháng 4, Tòa án hình sự quốc tế ICC và cơ quan Liên minh châu Âu về hợp tác thực thi pháp luật Europol đã ký một thỏa thuận tại Den Haag, Hà Lan trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi thông tin kiến thức kinh nghiệm chuyên môn Chủ tịch ICC, ông Piers Hopmaski, trong một tuyên bố cho biết tôi tin tưởng mối quan hệ ngày càng được củng cố giữa ICC và Europol sẽ giúp nâng cao năng lực của hai bên trong việc thực thi nhiệm vụ nhằm đảm bảo các tội ác sẽ bị trừng phạt. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Europol Catherine de Bruyne nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác giữa Europol và ICC trong nỗ lực đối phó với tội ác chiến tranh một cách hiệu quả. ICC là một tòa án quốc tế chuyên giải quyết các tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác xâm lược. Trong khi đó, Europol đảm bảo việc thực thi pháp luật ở châu Âu. Giữa tháng trước, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh. Mới đây, tổng thống Nam Phi, một quốc gia thành viên ICC, ông Cyril Ramaphosa cho biết nước này dự kiến sẽ rút khỏi việc tham gia ICC. Nhà lãnh đạo nói, nguyên nhân phần lớn là do cách mà ICC giải quyết các vấn đề hiện nay. Mới đây Liên minh châu Âu đã chỉ định 19 doanh nghiệp công nghiệp lớn phải tuân theo quy tắc nội dung trực tuyến mới của khối. Đây được xem là bước đi lớn của EU trong việc kiểm soát các gã khổng lồ công nghệ. Ủy viên châu Âu về thị trường nội bộ, ông Thierry Breton cho biết, danh sách chỉ định gồm các mạng xã hội như Twitter, Snapchat, TikTok các công ty con của những tập đoàn lớn như Alphabet, Alibaba, Meta, Microsoft, Apple hay Amazon, hoặc các trang web như Wikipedia và booking.com. EU đã ban hành đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ quản lý rủi ro, kiểm toán độc lập và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan chức năng. Đạo luật sẽ có hiệu lực trước tháng 8 năm nay. Ông Briton nói với giới truyền thông rằng, chúng tôi nhìn nhận 19 nền tảng trực tuyến này phải có trách nhiệm làm cho môi trường Internet an toàn hơn. Các công ty sẽ phải nỗ lực giải quyết thông tin sai lệch, cung cấp sự bảo vệ và lựa chọn nhiều hơn cho người dùng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, nếu không họ sẽ chịu mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm. Vừa qua, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Mỹ Latin và Liên minh châu Âu đã tổ chức hội nghị cấp cao ở Colombia nhằm nối lại đàm phán giữa chính phủ của ông Nicolás Maduro và nhóm đối lập. Hội nghị cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy đàm phán và tìm ra giải pháp dân chủ cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Tuy nhiên, kết quả cụ thể đã không đạt được trong hội nghị này. Trong cuộc họp do tổng thống Colombia Gustavo Petro khởi xướng với mục tiêu khôi phục đối thoại giữa ông Maduro và nhóm đối lập tại Mexico, các quốc gia muốn Venezuela có thể tổ chức bầu cử tự do và Mỹ sẽ gỡ bỏ dần các biện pháp trừng phạt. Argentina Brazil, Canada, Pháp, Ý, Mexico, Na Uy và Vương quốc Anh là một số trong nhóm 19 nước tham gia hội nghị. Đại diện của EU là nhà ngoại giao hàng đầu Joseph Borrell. Kết thúc cuộc họp, ngoại trưởng Colombia Alvaro Leiva cho biết các nước tham gia đều cho rằng phải thiết lập một thời gian cụ thể để tổ chức các cuộc bầu cử tự do và những buổi thảo luận giữa các bên. Cả chính phủ Venezuela và nhóm đối lập đều không tham gia trực tiếp vào hội nghị thượng đỉnh này đến với những chuyển động văn hóa xã hội quốc tế. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 25 tháng 4 cho biết bà sẽ nhận được 3 suất học bổng tại Đại học Harvard vào cuối năm nay. Theo thông báo của Đại học Harvard và cùng ngày, cựu thủ tướng New Zealand được trao học bổng kép của trường Harvard Kennedy và một học bổng khác của trung tâm Bạch McClay, hai đơn vị cùng thuộc trường Đại học Harvard chia sẻ trên Instagram, bà Aden nói: "Tôi vô cùng vinh dự khi gia nhập Đại học Harvard với tư cách là một nghiên cứu sinh. Điều đó giúp tôi có cơ hội vừa có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, vừa có thể học hỏi từ người khác." Nữ cựu thủ tướng cho biết thêm, học bổng tại Trung tâm beckman Klein không chỉ tạo cơ hội cho bà cộng tác làm việc với cộng đồng nghiên cứu tại trung tâm mà còn để giải quyết những thách thức xung quanh sự phát triển của các công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Bà Aden đã từ chức thủ tướng New Zealand vào tháng 1 với lý do không còn khả năng lãnh đạo đất nước bà đồng thời không tái tranh cử vào Quốc hội. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, lễ đăng quang của vua Jacques đệ Tam sẽ diễn ra tại tu viện Westminster, London. Những công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này của Vương quốc Anh đang được gấp rút hoàn tất. Một dàn hợp sướng thiếu nhi đang trải qua những buổi tổng duyệt cuối cùng để sẵn sàng cho lễ đăng quang của vua Jacques. Những đứa trẻ tập luyện dưới sự hướng dẫn của chỉ huy dàn nhạc Andrew Nessinger. Cậu bé 10 tuổi tên Ashen, một thành viên của dàn hợp xướng chia sẻ: Em có một cảm giác rất đặc biệt khi được tham gia lễ đăng quang của quốc vương. Vua Charles trở thành người đứng đầu của hoàng gia Anh và 14 nước khác thuộc khối thịnh vượng chung vào tháng 9 năm ngoái sau khi mẹ ông, cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Ông sẽ được trao vương miện tại Tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5 trong một buổi lễ theo truyền thống có từ nghìn năm trước. Những người từng bị mòng biển hay còn gọi là Hải Âu ăn cắp khoai tây chiên hoặc là kem bên bờ biển chắc chắn sẽ khó có thiện cảm với loài chim ồn ào này. Chúng cũng nổi tiếng với việc chát phân khắp nơi. Nhưng vào Chủ nhật ngày 23 tháng 4, thị trấn ven biển De Pano của Bỉ đã tổ chức một cuộc thi bắt chước loài chim này nhằm góp phần thay đổi hình ảnh về mòng biển, một loài chim bị nhiều người xem là loài gây hại. khoảng 50 người tham gia, bao gồm cả những người lần đầu tham gia và những người dự thi trở lại, được đánh giá dựa trên kỹ năng bắt chước tiếng kêu và các cử động của mòng biển. Thí sinh lần đầu tiên tham gia, anh Elmo, sinh viên kiến trúc 21 tuổi đến từ Enhorren, Hà Lan, đã giành được vương miện dành cho người bắt chước mòng biển giỏi nhất. Tiếng kêu của anh ấy nghe giống hệt tiếng kêu của loài mòng biển. Ông Janse trưởng ban giám khảo và cũng là người đứng đầu bộ phận truyền thông của Viện Hàng Hải Flanders, nói với Reuters rằng, chúng tôi nghĩ tại sao lại không dành nhiều thiện cảm hơn cho loài mòng biển đó được nhỉ, vì chúng là một phần của bờ biển, không có bờ biển nào mà không có mòng biển. Sau đây hãy cùng với chúng tôi đến Venice, thành phố lãng mạn bậc nhất nước Ý để chiêm ngưỡng một nụ hồng khổng lồ nổi bật giữa trời mưa nhân lễ hội Boccolo truyền thống. Hôm 25 tháng 4, hàng trăm người dân Vennes đã tập trung tại quảng trường Swaymark để cùng tạo ra nụ hồng khổng lồ màu đỏ với thân màu xanh lá, cũng thuộc khuôn khổ lễ hội Boccolo. Những người đàn ông địa phương sẽ tặng một bông hồng đỏ nở rộ, trong tình Ý gọi là Boccolo, cho bạn đời để thể hiện tình yêu và sự lãng mạn. Lễ hội Boccolo truyền thống bắt đầu từ câu chuyện kể về tình yêu không may mắn giữa Maria Pacepajo, con gái của một nhà quý tộc Osho ở Vennes và Tancredi, một người hát giao nghèo vào đầu thế kỷ thứ 9, cặp đôi đã không thể đến được với nhau do tranh lệch giai cấp. Thưa quý vị, nhà sản xuất đồ chơi Mattel đã giới thiệu mẫu búp bê Barbie mới được mô phỏng giống với những người mắc hội chứng đau, như một nỗ lực mang đến cho trẻ em những hình ảnh đa dạng hơn về cái đẹp, đồng thời góp phần chống lại sự kỳ thị đối với người khuyết tật hãng Mattel đã hợp tác với hiệp hội chứng đao quốc gia mỹ để cho ra mắt mẫu búp bê mắc hội chứng đao đầu tiên theo nhà sản xuất so với những mẫu khác búp bê mới có xương người ngắn hơn thân dài hơn mặt tròn hơn với đôi mắt hình quả hạnh nhân cùng đôi tay nhỏ và sống mũi phẳng thậm chí lòng bàn tay của búp bê cũng chỉ có một đường chỉ tay một đặc điểm nổi bật của những người mắc hội chứng đao về trang phục búp bê mặc chiếc váy dài tay được trang trí bằng những con bướm cùng hoa màu vàng và xanh lam những màu sắc đại diện cho hội chứng đau. Búp bê cũng có một chiếc vòng cổ màu hồng có ba chữ V hướng lên, tượng trưng cho ba nhiễm sắc thể 21. Dưới chân của búp bê còn có dụng cụ chỉnh hình màu hồng và dụng quan trọng của các trẻ mắc bệnh đau sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là cho phép tất cả trẻ em nhìn thấy bản thân thông qua búp bê Barbie, đồng thời khuyến khích trẻ chơi với những con búp bê không giống mình. Điều đó sẽ giúp trẻ có sự đồng cảm với những người xung quanh nhà sản xuất Mattel đã mở đơn đặt hàng mẫu búp bê mới tại các cửa hàng đồ chơi Smith và trên trang web của hãng với giá 10,99 đô la Mỹ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.